Trong khi chờ đợi video sắp được phát, các em hãy nhấn vào chữ subscribe và cái chuông phía dưới để nhận được những thông báo mới nhất và ủng hộ kênh của thầy. Thầy xin cảm ơn tất cả các em. Chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu các em hình học lớp 12, ban cơ bản, bài giảng tiết 27, phương trình mặt phẳng với nội dung là phẳng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 4 La Mã, phẳng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Đây là phần cuối cùng của bài phương trình mặt phẳng. Nội dung như sau: định lý, trong không gian Oxyz cho mặt phẳng B có phương trình Ax cộng Bi cộng Cz cộng D bằng 0 và một điểm M có tọa độ x0, y0, z0. Phẳng cách từ điểm M đến mặt phẳng B được tính theo công thức như sau. Thì trước khi vào công thức thì mấy em xem lại cái phần hình vẽ như sau. Cho mặt phẳng B và một điểm M không thuộc mặt phẳng B. Vậy thì tính phẳng cách từ điểm M đến mặt phẳng B được tính như sau. Đầu tiên là mấy em sẽ dựng cái hình chiếu vuông góc đến mặt phẳng B. Vậy thì lúc đó phẳng cách từ điểm M đến mặt phẳng B là được, nó chính là độ dài đoạn thẳng MH. Và công thức như sau: phẳng cách từ điểm M đến mặt phẳng B là bằng trị tuyệt đối của A nhân x0 cộng B nhân y0 cộng C nhân z0 cộng D trị tuyệt đối chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Thì thầy sẽ hướng dẫn giải thích rõ cái công thức này như sau. Mấy em để ý rằng Ax cộng Bi cộng Cz cộng D là phương trình mặt phẳng Ax cộng Bi cộng Cz cộng D. Đây là vế trái của phương trình mặt phẳng. Và x0, y0, z0 này chính là gì? Chính là tọa độ điểm M. Nghĩa là em lấy tọa độ điểm M, em thay vào vế trái của phương trình mặt phẳng, xong em trị tuyệt đối, chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình, chính là em lấy cái vector pháp tuyến của mặt phẳng B, chính là A bình cộng B bình cộng C bình. Ha. Để củng cố cái phần công thức đó thì chúng ta đi vào phần ví dụ như sau. Tính phẳng cách từ điểm M tọa độ là 2, 4, 3 đến mặt phẳng B 2x y cộng 2z - 9 bằng 0. Mấy em nhớ lại công thức. Phẳng cách từ điểm M đến mặt phẳng B là bằng trị tuyệt đối A nhân x0 cộng B nhân y0 cộng C nhân z0 cộng D chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Phẳng cách từ điểm M đến mặt phẳng B được tính như sau. Đầu tiên là mấy em sẽ lấy cái điểm M là 2, 4, 3, này là x, này là y, này là z. Mấy em thay vào vế trái của phương trình mặt phẳng. Vậy là 2 nhân cho 2 trừ cho 4 nhân cho 1 cộng cho 2 nhân với trừ 3 trừ cho 9. Rồi mấy em chia cho căn của 2 bình cộng cho trừ 1 tất cả bình cộng cho 2 bình. Và mấy em sẽ tính ra được đáp số chính là 5. Vậy là phẳng cách từ điểm M đến mặt phẳng B này, vậy là dựa vào công thức thì rất dễ, đúng không các em? Rồi, ví dụ 2. Trong không gian Oxyz cho 3 điểm A có tọa độ 200, điểm B có tọa độ 010, điểm C có tọa độ là 001. Tính phẳng cách từ điểm M 1-2-1 đến mặt phẳng ABC. Thì trong phần ví dụ này thầy sẽ không giải mà thầy sẽ hướng dẫn. Thì tính phẳng cách từ điểm M đến mặt phẳng thì theo như cái ví dụ trên đây là mình phải có được cái mặt phẳng mình mới tính được. Vậy thì nhiệm vụ của tụi em ở đây là gì? Tụi em phải viết được phương trình mặt phẳng ABC và tọa độ điểm A, điểm B, điểm C. Đây là phương trình mặt phẳng này mấy em viết theo kiểu đoạn trắng á, cho nhanh. Vậy thì lúc này mình sẽ có là như đây: x/2 cộng y/1 cộng z/1 bằng 1. Vậy thì mình áp dụng cái công thức, mình tính khoảng cách. Vậy thì lúc này em sẽ tính được khoảng cách ra chính là bằng 1. Đáp số rất nhanh em. Tiếp theo chúng ta sẽ qua ví dụ 3. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song B và Q với mặt phẳng B có phương trình là 2x cộng y - 2z - 6 bằng 0 và mặt phẳng Q 2x cộng y - 2z - 9 bằng 0. Đi thi thì
Các em sẽ thấy rằng là yêu cầu ở đây chính là tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng thôi. Và ta cho hai phương trình đó ra. Người ta không có cho chữ song song. Vậy thì làm thế nào để mình biết hai mặt phẳng đã cho là hai mặt phẳng song song hay là mặt phẳng cắt nhau gì đó? Mấy em để ý ha. Cái hệ số theo x, theo y, theo z của mặt phẳng B nó sẽ tỷ lệ với hệ số theo x, theo y, theo z của mặt phẳng Q. Và đồng thời cái hệ số D, hai hệ số tự do của hai mặt phẳng này là phải khác nhau. Thầy nói như vậy các em có hiểu gì không? Hệ số tỷ lệ đây là gì? Mấy em sẽ lấy hệ số theo x này nè của mặt phẳng B là 2, hệ số theo x của mặt phẳng Q là 2. Mấy em lấy 2 chia 2 là bằng 1. Đồng thời mấy em lấy hệ số theo y của mặt phẳng B là 1 chia cho hệ số đi theo y của mặt phẳng Q là 1 nữa. Vậy là 1 chia 1 là bằng 1. Rồi hệ số theo z là trừ 2 chia cho trừ 2 thì cũng bằng 1. Vậy ba hệ số đó tỷ lệ với nhau. Và đồng thời trừ 6 sẽ khác 9. Như vậy chúng ta sẽ kết luận được rằng mặt phẳng B và mặt phẳng Q đây là mặt phẳng song song nhau. Hãy xóa cái này. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu giải như sau. Thầy sẽ hướng dẫn trước nha. Cho hai mặt phẳng B và hai mặt phẳng Q song song nhau. Để tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng B và Q, đầu tiên mình sẽ lấy một cái điểm M của mặt phẳng B và mình sẽ tính khoảng cách từ B đến Q chính là bằng khoảng cách từ M đến mặt phẳng Q, hay là độ dài đoạn thẳng MH. Vậy khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là sẽ bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ thuộc mặt phẳng này đến mặt phẳng kia. Có nghĩa là gì? Mấy em lấy một điểm M thuộc mặt phẳng B, mấy em tính đến mặt phẳng Q. Và ngược lại, mấy em lấy một điểm H thuộc mặt phẳng Q, mấy em tính đến mặt phẳng B. Tính một trong hai cách thôi nha mấy em. Tại vì đáp số luôn luôn là một số thôi, là một cách thôi. Rồi, mấy em xem phần hướng dẫn giải. Thì đầu tiên, để làm được thì mấy em lấy một cái điểm M thuộc mặt phẳng B bất kỳ. Và phải thỏa mãn nha mấy em. Chính là 060 nè, thỏa mãn thay đây bằng 0 nè. 2 nhân 0 là 0 rồi, cộng cho 6. 6 mà trừ cho 2 nhân cho 0 là bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Như vậy cái điểm M này là thuộc mặt phẳng B. Và khi mà em lấy được mặt phẳng B như vậy á thì tính khoảng cách thì em chỉ cần tính đến mặt phẳng Q là xong. Và ký hiệu khoảng cách từ mặt phẳng B đến mặt phẳng Q chính là bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng Q. Rồi, vậy thì mấy em thay số vào thôi. Vậy là 2 nhân cho 0 cộng cho 6 trừ 2 nhân 0 cộng 9 thì tuyệt đối chia cho căn của 2 bình cộng 1 bình cộng cho trừ 2 tất cả bình. Rồi, mấy em bằng đáp số là bằng 5. Ngoài ra thì thầy sẽ giới thiệu thêm một cách khác để mà tính được cái hai mặt phẳng B và Q song song nhau. Mấy em để ý rằng hai cái hệ số này nó phải là 1, phải là tỷ lệ nhau là bằng 1 nha mấy em. Hai hệ số này nè, theo x, theo y, theo z là phải bằng nhau hay là tỷ lệ nhau bằng 1 á. Thì lúc đó mình sẽ tính như sau. Làm em sẽ lấy cái hệ số này nè, trừ 6 này nè, mấy em trừ cho 9 nha. Nhớ nha, hệ số D, hệ số tự do của phương trình mặt phẳng B em trừ cho cái hệ số D của phương trình mặt phẳng Q. Rồi sau đó em lấy trị tuyệt đối, rồi chia cho căn của 4 2 bình cộng cho 1 bình cộng cho trừ 2 tất cả bình. Thì lúc đó em sẽ ra được cái đáp số là bằng 5. Có thể cách thứ hai này nó rất nhanh, nhưng mà các em hay bị lỗi ở đây chính là hai hệ số này nó chưa có bằng nhau. Chúng đang tỷ lệ với nhau mà khác một thì mấy em sẽ làm sai liền ha. Cho nên mấy em phải đơn giản như thế nào đó để chúng nó bằng nhau. Thì bắt đầu mấy em áp dụng cái cách khác này. Tiếp theo, qua ví dụ 4. Viết phương trình mặt cầu ếch
có tâm y 1, 2, trừ 3 và tiếp xúc với mặt phẳng B. 3x cộng 4z trừ 1 bằng 0. Đây, cho mặt phẳng B và một cái mặt cầu. Mặt cầu này sẽ có cái tâm. Và mình để coi mặt phẳng B và mặt cầu này nó tiếp xúc. Tiếp xúc vậy thì cái bán kính của mặt cầu này là gì đây? Bán kính của mặt cầu này chính là độ dài đoạn thẳng IH. Vậy thì bán kính này nó sẽ bằng độ dài đoạn thẳng IH, chính là em phải tính được khoảng cách từ điểm Y đến điểm H. Mà điểm H ở đây chính là thuộc mặt phẳng B. Vậy thì lúc đó cái công thức khoảng cách này sẽ là khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng B sẽ bằng R. Rồi em áp dụng cái công thức tính khoảng R là bằng khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng B. Vậy là 3 nhân cho 1 cộng 4 nhân cho 2 cộng 0 nhân với 2 cộng cho 4 nhân với trừ 3 rồi trừ cho 1 chia cho căn của 3 bình cộng 0 bình cộng 4 bình. Rồi em bấm máy tính ra được bằng 2. Kiểu này có bán kính rồi, có tâm rồi, vậy thì lúc đó em sẽ viết được phương trình mặt cầu chính là x trừ 1 tất cả bình cộng y trừ 2 tất cả bình cộng z trừ cho trừ 3 tất cả bình bằng 2 bình. Rồi sau đó đơn giản thì ra được cái phương trình mặt cầu như sau. Ví dụ thứ 5, viết phương trình mặt phẳng Q song song với mặt phẳng B, 2x cộng 2y trừ z cộng 17 bằng 0. Và khoảng cách từ điểm M 1 trừ 2, 3 đến mặt phẳng Q là bằng 4. Bài toán này nó có hai ý. Ý thứ nhất là em phải tìm được mặt phẳng Q song song với mặt phẳng B có dạng gì. Rồi sau đó em tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng Q và bằng 4. Từ đó em sẽ tìm ra được một hệ số còn lại. Rồi em xem phần hướng dẫn. Do Q song song với B, B thì có phương trình là 2x cộng 2y trừ z cộng 17 bằng 0. Vậy lúc này em sẽ suy ra được mặt phẳng Q chính là 2x cộng 2y trừ z cộng d bằng 0. Nhớ ở đây là cộng cho d và điều kiện ở đây d phải khác 17. Tại nếu d mà bằng 17 nữa thì hai mặt phẳng này là trùng nhau. Cho nên điều kiện ở đây là d phải khác 17. Rồi em áp dụng điều kiện thứ hai là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng Q này bằng 4. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng Q này bằng 4. Rồi em thay vào, thay cái điểm M vào vế trái của mặt phẳng Q chính là 2 nhân cho 1 là 2 cộng cho 2 nhân cho trừ 2 là trừ 4 trừ cho z là trừ cho 3 cộng cho d chia cho căn của 2 bình cộng 2 bình cộng cho trừ 1 tất cả bình rồi bằng 4. Rồi mấy em đơn giản thì sẽ là trừ 5 cộng cho d và mấy em quy đồng vào luôn. Căn của 4 bình cộng 4 bình cộng 1 chính là bằng 3. 3 x 4 là bằng 12. Và áp dụng công thức tỷ tuyệt đối thì mình sẽ giải ra được d bằng 17 và d bằng trừ 17. Mấy em giải như sau: trừ 5 cộng d bằng 12 và em giải được d bằng 17. Và trừ d trừ 5 cộng d bằng trừ 12 thì mình sẽ giải ra được d bằng trừ 7. Và theo như cái điều kiện trên đây là d này phải khác 17, vậy thì em sẽ loại được cái điều kiện, cái phương trình, cái nghiệm của phương trình là d bằng 17 và em nhận giá trị là trừ 7. Và có được giá trị của d rồi, em thay vào cái phương trình mặt phẳng Q. Vậy là lúc đó yêu cầu phương trình mặt phẳng Q là đã xong. Vậy là phương trình mặt phẳng Q chính là 2x cộng 2y trừ z trừ 7 bằng 0. Tiếp theo, em qua phần câu hỏi trắc nghiệm. Câu số 1, khoảng cách từ điểm A 4 trừ 2, 2 đến mặt phẳng Q là 3x, có phương trình là 3x cộng 4y cộng 1 bằng 0 bằng. Đáp án là A bằng 1, B bằng 2, C bằng 3, D bằng 4.
Thì trong phần này thầy sẽ hướng dẫn cho em cách bấm máy tính. Đầu tiên em bấm phân số, bấm trị tuyệt đối là shift hip. Em nhập vô phương trình là 3x cộng 40 cộng 1. Em chia cho căn, lấy cái hệ số đi theo x này nè, bình lên, cộng cho hệ số theo y là 4 bình lên, cộng hệ số theo z chính là 0 bình. Giờ em bấm nút Ctrl nha, nhớ bấm nút Ctrl đây. Ctrl điện thoại x đây, mình sẽ nhập tọa độ điểm A vô, chính là 4 trừ 2. Và ở đây hệ số z nó không có cho nên nó nhảy nhanh luôn. Vậy đáp án đây chính là bằng 1. Vậy từ đây chúng ta sẽ chọn đáp án là bằng 1. Như vậy bấm máy tính, vậy thì quá nhanh đúng không em? Em có thể nhẩm nhanh cũng được. 3 x 4 là 12. 12 mà cộng cho 4 nhân với trừ 2 là còn 4. Đúng không? 3 x 4 là 12. À 12 mà trừ cho 8 là còn 4. 4 cộng 1 là 5. Chia cho 3 bình cộng 4 bình là căn 5, là căn 25 nữa. Vậy thì 5 chia 5 ra 1. Đó là cách nhẩm. Câu số 2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng B 2x trừ y cộng 3z cộng 5 bằng 0 và mặt phẳng Q 2x trừ y cộng 3z cộng 1 bằng 0. Vậy kiểm tra lại hai mặt phẳng này là hai mặt phẳng song song, đúng không? Hai mặt phẳng song song. Để ý nè, 2x trừ y cộng 3z là bằng nhau đúng không? Rồi 5 với 1 là khác nhau, cho nên kết luận được rằng hai mặt phẳng này là mặt phẳng song song. Nhà áp dụng công thức tính nhanh hồi nãy thầy dạy chính là như đây. Em lấy hệ số này là 5, rồi em trừ cho cái hệ số này chính là 1. Trừ là công thức nha em. Rồi chia cho căn, rồi em lấy hệ số này bình cộng hệ số này bình cộng hệ số của bình, 2 bình lên ra 4, 1 bình lên ra 1, 3 bình thì ra là 9. Rồi trên tử mình ra đáp án là 4. Rồi 4 cộng 1 là 5, 5 cộng 9 là 14, vậy là căn 14. Đáp án là căn 14. Tụi em có thể dùng máy tính và máy tính nó sẽ ra cái nó đơn giản luôn nha. Coi đáp án có hay không. Vậy 4 chia căn 14, vậy đáp án là căn B. Câu số 3. Cho S là mặt cầu tâm Y có tọa độ là 2, 1, trừ 1 và tiếp xúc với mặt phẳng B có phương trình 2X trừ 2Y trừ Z cộng 3 bằng 0. Bán kính của mặt cầu S bằng. Phần ví dụ này thì nãy là thầy có trình bày phần trước rồi. Vậy thì bán kính của mặt cầu S chính là bằng khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng B. Vậy em tính nhanh luôn giùm thầy coi. 2 x 2 là 4, trừ cho 2 x 1 là 2, vậy là 4 trừ 2 còn 2. 2 mà trừ cho trừ 1 là 3, 3 cộng 3 là 6. Trên tử là ra 6 rồi. Vậy dưới mẫu lấy 2 bình cộng 2 bình cộng 1 là ra 3. Vậy 6 chia cho 3 ra là 2. Vậy đây mình sẽ chọn đáp án chính là đáp án A. Nhớ nha, R nè sẽ bằng khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng B. Vậy thì công thức này tính như thế nào thì em xem lại nha. Thầy hướng dẫn như vậy thôi. Câu số 4. Mặt phẳng B đi qua điểm A 1 trừ 2 trừ 5 và song song với mặt phẳng Q. Q
Có phương trình là x trừ y cộng 1 bằng 0 và cách quy một khoảng có độ dài bằng bao nhiêu? Đáp án A bằng 2, đáp án B bằng 4, đáp án C bằng 2 căn 2, đáp án D bằng căn 2. Thầy hướng dẫn cái câu số 4 như sau. Mặt phẳng B đi qua điểm A và song song với đường quy. Vậy thì ở đây thầy hướng dẫn câu số 4 như sau. Mặt phẳng B và mặt phẳng quy này là hai mặt phẳng song song nhau. Và điều đặc biệt ở đây là điểm A người ta cho sẵn luôn là điểm A thuộc mặt phẳng B. Vậy thì ở đây công thức tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng B và quy chính là bằng khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng quy. Vậy là sẽ thay cái điểm A này vào mặt phẳng quy chính là 1 trừ cho trừ 2 cộng cho 1 là bằng 4, chia cho căn của 1 cộng 1 là bằng 2. Vậy 4 chia cho căn 2 chính là 2 căn 2. Vậy đáp án chính là câu C. Trước khi kết thúc bài học thì thầy có vài điều cần củng cố lại các em. Thứ nhất là các em hãy xem lại công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Thứ hai là các em hãy xem lại các ví dụ đã giải trong bài học ngày hôm nay. Bài tập về nhà, các em hãy làm bài tập sách giáo khoa, đó là bài số 9 trang 80, và chuẩn bị tiết sau luyện tập. Chúc các em học thật tốt. Về tài liệu tham khảo thì các em hãy xem sách giáo khoa hình học lớp 12, nhà xuất bản Bộ Giáo dục. Sách bài tập hình học lớp 12, nhà xuất bản Bộ Giáo dục. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng, môn toán lớp 12 của nhà xuất bản Giáo dục. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học toán cấp trung học phổ thông năm học 2011-2012. Và đặc biệt là các em hãy truy cập vào trang http://thbt.lê quý đôn tb.tây ninh.lms.vn.edu.vn để làm bài tập trắc nghiệm. Các em hãy đăng nhập vào cái tài khoản và cái mật khẩu trên vn.edu.vn thông thường mà các em hay đăng nhập để làm bài tập, và chọn nhớ chọn bài giảng giùm thầy, đó chính là bài phương trình mặt phẳng, nội dung là khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Chúc các em làm bài đạt kết quả cao.